Hoài Sa và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV. Quý vị đang đến với phần tin 24 giờ qua và sau đây kính mời quý vị bước vào bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin 24 giờ qua là bản tin cho biết cựu Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt thăm hỏi đan viện Thiên An. Cựu Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã đến thăm đan viện Thiên An, nơi đang xảy ra tranh chấp đất đai với chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế hôm thứ Hai ngày 10 tháng 7, theo trang tin Mừng cho Người Nghèo. Tổng Giám mục Kiệt là vị giám mục thứ ba đến thăm đan viện Thiên An sau Giám mục Chu Xê Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và nguyên Giám mục Quantum Mikhail Hoàng Đức Oanh, từ khi đan viện bị tấn công và đập phá thánh giá vào hồi cuối tháng 6. Tin cho hay, Tổng Giám mục Kiệt đã hiệp dân thánh lễ và ghé thăm ngọn đồi nơi thánh giá bị hạ xuống và thăm hỏi, động viên các đan sĩ. Mới đây, tình hình đan viện Thiên An nóng trở lại sau khi nhiều người được cho là bị chính quyền giật dây, tấn công đan viện, hành hung đan sĩ và đập phá thánh giá. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cáo buộc đan viện Thiên An là xây cất trái phép, trong khi đan viện cho rằng 107 hectare đất trên đồi thông là thuộc quyền sở hữu của giáo hội. Thưa quý vị, có ít nhất 8 người đã bị thiệt mạng trong vụ tai nạn xe bus ở Peru. Có ít nhất là 8 người được cho là đã bị thiệt mạng và hơn 36 người khác đã bị trọng thương trong vụ tai nạn giao thông liên quan tới một chiếc xe bus chở du khách vào ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 7 ở thủ đô Lima của Peru. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, chiếc xe bus 2 tầng đang đi từ khu du lịch nổi tiếng San Cristobal thì bị rơi xuống sườn núi. Hiện nhà chức trách vẫn đang nỗ lực xác nhận danh tính của các nạn nhân kém may mắn. Nhưng giới chức trách địa phương cho hay, có rất nhiều người trong số đó là trẻ em. Một số nguồn tin thân cận nói rằng có một người Chile và một người Canada đã bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc. Nhưng các giới chức Peru vẫn chưa lên tiếng xác nhận liệu có người ngoại quốc có mặt trên xe bus khi xảy ra tai nạn hay không. Tai nạn xe bus rất thường xuyên xảy ra ở Peru bởi địa hình đồi núi cao hiểm trở và nhiều thung lũng sâu tại quốc gia Nam Mỹ nêu trên. Ngôi đền Cambodia thứ ba thành di sản thế giới. Các nhà sư ở Phnom Penh hôm thứ Hai ngày 10 tháng 7 tụ tập lại để hoan nghênh việc đưa ngôi đền cổ thứ ba của Cambodia vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Tổ chức Văn hóa Liên Hiệp Quốc vừa đưa đền Sambo Prekut vào danh sách di sản thế giới. Như vậy, đất nước Đông Nam Á này có ba địa điểm trong danh sách di sản thế giới. Sambo Prekut có nghĩa là ngôi đền trong sự trù phú của rừng. Theo tiếng Khmer, tọa lạc hơn 200 km về phía bắc thủ đô Phnom Penh. Đây là một quần thể gồm nhiều ngôi đền, với 10 ngôi đền trong số đó có hình bát giác. UNESCO cho biết khu vực này được xác định là Ishanapura, thủ đô của đế quốc Simla, một nền văn minh của dân tộc Khmer phát triển vào cuối thế kỷ thứ 6 sang thế kỷ thứ 7, trước khi có đế quốc Khmer. Trước đây, Cambodia có đền Angkor Wat được kể là di sản thế giới vào năm 2004 và đền Phraya Vega gần biên giới Thái Lan trở thành di sản thế giới năm 2008. Trong khi đó, thì có nhiều đám đông đã tụ tập tại Istanbul để phản đối các cuộc đàn áp của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, lãnh đạo phe đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 7 đã đứng ra khởi xướng một cuộc biểu tình chống chính phủ vì họ cho rằng quốc gia này đang sống dưới một chế độ độc tài. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thách thức các cuộc đàn áp của chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan sau một cuộc đảo chính quân sự bất thành vào ngày 15 tháng 7 năm ngoái. Lãnh đạo phe đối lập Kemal Kılıçdaroğlu cho biết, cuộc biểu tình phản đối này sẽ diễn ra trong 25 ngày từ Ankara cho đến Istanbul. Ông Kılıçdaroğlu đã kêu gọi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau cuộc đảo chính bất thành vào năm ngoái, đồng thời phải phóng thích tất cả các nhà báo và khôi phục lại dẫn đầu chỉ thu hút được sự ủng hộ của ít người trong những ngày gần. Nhưng đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất trong một năm qua, kể từ khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chính thức khởi xướng cuộc đàm áp. Phe đối lập Syria hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở miền Tây Nam Syria. Phát ngôn nhân của phe đối lập tại Syria vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7 đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ và Nga khởi xướng, vốn bắt đầu có hiệu lực từ nhiều tiếng đồng hồ trước đó tại miền Tây Nam Syria. Phe đối lập đồng thời nhấn mạnh rằng họ muốn lệnh ngừng bắn được mở rộng trên toàn bộ các khu vực đang bị chiến tranh tàn phá tại Syria. Phát ngôn nhân của phái đoàn đàm phán thuộc phe đối lập, tức Yahya al-Aridi, đã tham gia vào một cuộc họp báo ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ,
trước khi diễn ra vòng đàm phán thứ bảy về tiến trình hòa bình tại Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, nhằm mục đích tìm ra một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông nêu trên. Tình trạng chiến cuộc kéo dài suốt 6 năm đã khiến cho hơn 400.000 người Syria bị thiệt mạng, đồng thời buộc hàng triệu người khác phải bỏ xứ ra đi. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc cam kết hỗ trợ giải quyết khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Nhân chuyến công du chính thức đến thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã tuyên bố quốc gia Đông Âu này có thể kỳ vọng vào sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở khu vực miền đông, nơi quân dân chính phủ đang xảy ra giao tranh với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn. Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Pedro Poroshenko, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết, Liên Hiệp Quốc đang theo dõi tình hình ở miền đông của Ukraine và sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho chính phủ Kiev trong việc chấm dứt xung đột tại khu vực bị chiến sự tàn phá này. Ông Guterres cam kết lời hứa này sẽ không bị lãng quên. Cũng trong ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 7, Tổng thống Ukraine Pedro Poroshenko đã có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson ở thủ đô Kiev. Thưa quý vị, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra Venezuela sau cuộc biểu tình của phe đối lập. Các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra tại thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7, ngay sau khi một cuộc biểu tình của phe đối lập bị cảnh sát giải tán. Các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia Venezuela đã bắn hơi cay vào người biểu tình sau khi những người này ném chai lọ và gạch đá để chiếm giữ khu vực đằng sau những dãy hàng rào chắn tạm thời. Các cuộc đụng độ diễn ra sau một cuộc biểu tình phản đối ôn hòa, nơi có nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo phe đối lập Leopoldo López, trong bối cảnh ông này vừa được phóng thích vào ngày thứ Bảy, 8 tháng 7. Chủ nhật ngày 9 tháng 7 cũng đánh dấu 100 ngày diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính phủ Venezuela do phe đối lập khởi xướng. Bởi họ đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Maduro đã tiến hành các cuộc đàn áp chính trị và là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Nhiều cuộc biểu tình đã dẫn đến các cuộc đụng độ đẫm máu với hơn 90 người thiệt mạng, hàng trăm người bị bắt và hàng ngàn người bị thương kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu nổ ra vào đầu tháng 4 vừa qua. Lực lượng an ninh Somalia tiêu diệt 18 chiến binh nổi dậy ở miền Bắc Puntland. Thưa quý vị, lực lượng an ninh Somalia vào ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 7 cho hay, họ đã tiêu diệt được 18 chiến binh Hồi giáo cực đoan trong chiến dịch truy bắt ở khu vực miền Bắc Puntland, mặc dù các chiến binh này phủ nhận không có bất cứ tổn thất nào về mặt nhân mạng. Đại tá Mohamed Ismail, sĩ quan cấp cao của lực lượng an ninh Puntland cho biết, quân đội của họ đã tiêu diệt được 18 chiến binh khủng bố, đồng thời đánh sập 6 căn cứ của chúng ở vùng đồi núi Gaukala trong cuộc hành quân kéo dài 4 ngày nhằm để tiêu diệt các phần tử Al-Shabaab. Giới chức trách vùng bán tự trị Puntland cũng đã tịch thu nhiều món vũ khí, đốt kho lương thực và dược phẩm của các chiến binh này. Lực lượng an ninh Puntland suốt thời gian qua đã được Hoa Kỳ đào tạo và hậu thuẫn. Hiện vẫn chưa rõ liệu Hoa Kỳ có tham gia vào hoạt động truy bắt lần này hay không. Được biết, phe Al-Shabaab đang có tham vọng lật đổ chính phủ Somalia do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn và đẩy lùi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi ra khỏi quốc gia vùng sừng châu Phi nêu trên. Các vụ đụng độ nổ ra phía đông thủ đô Tripoli của Libya. Các nhân chứng tại địa phương vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7 cho biết các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa các phe phái đối lập trên một con đường duyên hải phía đông thủ đô Tripoli của Libya. Các cuộc đụng độ đẫm máu đã xảy ra khi một nhóm vũ trang chống chính phủ Liên minh Quốc gia GNA ở Tripoli đang cố gắng tiếp cận thủ đô và bị các lực lượng liên kết với GNA ngăn chặn. Các lực lượng chống GNA đã bị đuổi khỏi thủ đô Tripoli vào cuối tháng 5 và đang cố gắng tập hợp lại. Gần đây, GNA đã ban hành lệnh cảnh báo về cuộc phản công nhằm vào thủ đô Tripoli. Kể từ khi GNA đến thủ đô Tripoli vào năm ngoái, liên minh này đã liên kết với một số nhóm vũ trang đang hiện diện ở thủ đô. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt được nhiều bước tiến mới và tình hình an ninh vẫn còn rất bất ổn tại thủ đô của Libya. Các lữ đoàn GNA đã đóng cửa con đường ven biển ở Tahura, khu ngoại ô phía đông Tripoli, và xây dựng các hào rào chắn để ngăn chặn sự tấn công của phe đối lập. Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di tản và tránh xa các khu vực đang xảy ra xung đột. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên tham chiến tại Libya không được để tình trạng bất ổn tiếp tục leo thang. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiền Hạnh và Hoa Sa. Mong quý vị đừng rời khỏi màn hình của VIETV. Sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và giải trí.